Chào các bạn, mình là Tuấn Anh. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chặn quảng cáo trên iPhone, iPad nhé. Trước tiên thì mình sẽ mở thử một cái ứng dụng lên cho các bạn xem. Thì đây là cái ứng dụng Wi-Fi chùa. Thì như các bạn thấy, nó hiển thị ra đây một cái quảng cáo này. Và ở bên này nó cũng hiển thị một cái quảng cáo y chang như vậy, nhưng mà nó bé hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Trước tiên thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của máy. Sau đó các bạn chọn vào phần Wi-Fi. Thì tại cái Wi-Fi mà các bạn đã kết nối, nó có một cái chữ Y ở góc bên tay phải này, đây này. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ Y này. Sau đó các bạn kéo xuống dưới cùng. Và tại cái phần là Proxy HTTP, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần tự động này. Sau đó nó hiển thị ra một cái URL, các bạn chạm vào đây. Tại đây thì các bạn sẽ dán một cái link này vào cho mình. Cái đường link này thì tí nữa mình sẽ để bên dưới mô tả video này. Thì bạn nào muốn lấy thì có thể copy lại sau đó dán vào đây. Rồi, thì sau khi các bạn dán cái link vào đây rồi, các bạn sẽ nhấn thoát ra bên ngoài. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ tắt hẳn cái chạy nền của phần mềm đi. Đây, mình sẽ tắt hẳn cái này đi. Sau đó mình sẽ mở lại cái phần mềm này. Rồi ok, thì như các bạn thấy, nó không còn hiển thị cái quảng cáo trên này nữa. Cũng như ở bên này thì nó sẽ không còn hiển thị nữa nhé. Và tới đây thì coi như là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chặn đi những cái quảng cáo trên những thiết bị iPhone hoặc là iPad rồi. Thì cái phương pháp này thật ra nó cũng không triệt để được cho lắm. Có nghĩa là đối với một số cái ứng dụng nó vẫn còn hiện quảng cáo trên này. Ví dụ như là YouTube, khi các bạn xem video trên YouTube thì nó vẫn sẽ hiện quảng cáo một cách bình thường. Vậy thì nếu mà bạn nào quan tâm và bạn nào muốn thử thì có thể làm theo cái phương pháp này của mình. Và nếu bạn nào có bất cứ câu hỏi hoặc là thắc mắc nào, có thể comment ở bên dưới video thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.